Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Nhâm Ngọ, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý và hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như là giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long và giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành niên mệnh dương liệu mộc ngày Nhâm Ngọ, tức chi khắc với can, có nghĩa là thủy khắc với hỏa các bạn nhé. Và hôm nay là ngày cát. Về nạp âm dương liệu mộc kỷ tuổi bính tý canh tý, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc được. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành hỏa cục, xung với Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt hợi các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày gồm có tuổi Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn. Tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi và Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Phúc Sinh, tốt mọi việc, sao Tuế Hợp, tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa, tốt mọi việc, sao Hoàng Ân, sao Thiên Ân, cũng tốt mọi việc các bạn nhé. Về sao xấu trong ngày cũng có, gồm có sao Thiên Cương hay còn gọi là sao Diệt Môn, xấu mọi việc, sao Địa Phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Địa Tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ và xuất hành. Và ngày này cũng đang có sao Ngọ hãm, xấu mọi việc, sao Cửu Không, kỵ xuất hành, cầu tài lộc, khai trương các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, bạn đang có cái điềm báo, có vẻ như là bạn đang gặp phải những cái chuyện ngoài ý muốn xảy ra với mình đó. Và ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cho nên với bạn tuổi Tý, bạn đang cảm thấy bế tắc trên cái con đường tìm kiếm tình yêu cho mình nhé. Trong ngày này, đối với những bạn đã có đôi có cặp thì cảm thấy bí bách trong cái mối quan hệ hiện tại của bạn và bạn tuổi Tý á, bạn sợ rằng mình không được tự do và đúng là cái khoảng không gian riêng của bạn tuổi Tý đang bị cắt xiến đáng kể và bạn tuổi Tý trong ngày này có thể đi đến những cái quyết định quan trọng nữa đối với bạn tuổi Tý nhé. Và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý á, cái vận trình của bạn đang gặp được ngày có chính tài ở bên, cho nên đảm bảo cho bản mệnh tuổi Tý có được cái nguồn thu nhập vững vàng, tiền bạc không phải là cái chuyện mà bạn tuổi Tý cần phải lo toan lúc này. Và bạn tuổi Tý á, bạn chỉ cần làm việc tốt công việc của mình thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được bạn tuổi Tý nhá.
Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, suy nghĩ bế tắc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, cảm thấy bất an. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, tình cảm vụt tan. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, tập trung làm việc. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 3. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 6 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay, bạn đang cảm thấy rất chi là ấm ức khi cái chuyện tình cảm của mình đang bị người khác hiểu lầm và xuyên tạc. Và bạn tuổi Sửu, bạn hết lòng hết dạ với người ta nhưng lại chẳng được trân trọng đúng như đang có đó bạn tuổi Sửu nhá. Trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Sửu, bạn đừng có mù quáng vì tình cảm nữa. Tiền bạc khiến cho bạn tuổi Sửu chẳng được mấy dễ dàng, và bạn tuổi Sửu, bạn hãy dùng cái số tiền đó cho những gì mình cần, cho những người mình yêu thương và người ta cũng yêu thương mình bạn tuổi Sửu nhé. Và bạn tuổi Sửu, nếu như bạn cứ đâm đầu vào cái ngõ cụt thì bạn có thể sẽ đánh mất khá chi là nhiều tài lộc ở mình. Bạn tuổi Sửu chẳng mấy tinh tế và nhạy cảm trong cái chuyện tình duyên và rất dễ bị người khác lợi dụng lắm luôn. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tiền bạc rạch ròi. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, đừng để mình chịu thiệt. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, nhiều chuyện không thể nhún nhường. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, cần làm mọi thứ minh minh bạch. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, chưa thể đánh giá được cái điều gì cả nhá. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày mùng 6 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần ạ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất, cho nên bạn đang có được cái vận quý nhân giúp sức và bạn tuổi Dần nhờ thế mà gặp được người trong mộng của mình. Bản mệnh quyết tâm theo đuổi, bày tỏ tình cảm chân thành của mình đối với đối phương đó nhá. Nước chảy lâu còn khiến cho đá phải mòn, và bạn tuổi Dần, bạn mệnh tin tưởng rằng tình yêu của mình có thể làm lay động trái tim của đối phương. Và ngày này đối với bạn tuổi Dần, bạn đang gặp được đào hoa vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần có được cái khả năng thành công cao hơn rất chi là nhiều đó nhá. Nhưng trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thiên quan xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần cần phải cẩn thận với những cái sự bất ngờ của tiểu nhân hãm hại bạn, và công việc của bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay sẽ bị xáo trộn do kẻ tiểu nhân đụng tay đụng chân, gây ra những cái sự biến động, sự biến cố không lường ở trong công việc bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, tình cảm như ý. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, tiểu nhân vây hãm. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ, công việc bất ổn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc, nên chấp thời cơ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim, đào hoa khởi vượng nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm
5 sao. Cô ấn số may mắn, số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá. Cái điều này có thể khiến cho bạn tuổi Mão không thể nào níu kéo được hạnh phúc cho mình nhé. Và bạn tuổi Mão, bạn cảm thấy chán nản khi không có được người mà mình yêu thương được. Bạn mệnh tuổi Mão trong ngày này không có nhiều yêu cầu, nhưng đối phương vốn dĩ chẳng muốn làm cho bạn thấy vui, dù là yêu cầu ít hay là nhiều, cũng là cái lý do biện hộ căn bản không hề muốn tuân theo cái nguyên tắc trong một cái mối quan hệ đối với bạn tuổi Mão nhé. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp được ngày của chính quan hợp sức. Cho nên công việc với bạn tuổi Mão trong ngày này lại khá chi là tốt. Bạn có thể được cấp trên khen thưởng hoặc là tăng thăng chức sau đó. Và bạn tuổi Mão tốt nhất là hãy cứ thử sức mình với những cái lĩnh vực mới mẻ. Đừng có chưa làm đã sợ hãi bạn tuổi Mão nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Mão, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng được thuận lợi. Và bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng chính Tây bạn tuổi Mão nhé. Ngày này bạn tuổi Mão cũng rất thuận lợi cho cái việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, có vận gặp quý nhân và công việc cũng có nhiều thuận lợi, buôn bán thì gặp thời, ký kết hợp đồng cũng rất tốt nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, mâu thuẫn bùng nổ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, cần phải mạnh mẽ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, đừng có vội buông tay. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, hãy cháy hết mình nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn, thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay đang gặp phải tỵ kim chiếu mệnh. Cho nên với bạn tuổi Thìn, bạn mệnh cần phải bình tĩnh để không đưa ra những cái quyết định sai lầm nhé. Và bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang có cái điềm báo quá tự tin vào cái năng lực của bản thân mình mà lơ là cảnh giác luôn. Trong ngày này đối với bạn tuổi Thìn, nếu như bạn có quyết định nào đó đã đưa ra thì không bao giờ quay đầu trở lại, càng không lắng nghe bất kỳ cái lời khuyên của ai. Cái điều này có thể trong lúc cái công việc của bạn tuổi Thìn bộn bề, bạn sẽ mắc phải nhiều sai lầm lắm đó nhá. Và ngày này đối với bạn tuổi Thìn, may mắn là về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ. Cho nên với bạn tuổi Thìn đang có được cái báo hiệu tốt về cái con đường tình duyên của bạn mệnh. Bạn mệnh hãy thử một lần sống trọn với cái cảm xúc của mình và bạn cũng đừng có suy nghĩ quá nhiều về tương lai. Hiện tại hạnh phúc đã là đủ lắm rồi bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, đừng quá cố chấp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, có điều nên lắng nghe. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, có thể mắc sai lầm. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, nhân duyên trời định. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân.
và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tỵ thứ 3 ngày 6 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, đây là cái thời điểm mà bản mệnh tuổi Tỵ nhận ra được tình cảm thực sự của mình nhé. Và bạn tuổi Tỵ bạn cũng đang gặp được ngày có tam hội cục dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên với bạn tuổi Tỵ sẽ sớm biết cách bày tỏ tình cảm của mình với người mà mình yêu thương nữa rồi đó. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tỵ đang có được cái sự linh hoạt trong cách giải quyết vấn đề, và bạn tuổi Tỵ bản mệnh khéo léo giải quyết những cái sự cố bất ngờ phát sinh bằng cái năng lực thực sự của mình chứ chẳng cần nhờ cậy ai cả đâu bạn nhé. Và bạn tuổi Tỵ bạn hãy cố gắng phát huy cái tinh thần độc lập sáng tạo của mình, như vậy sắp tới sẽ còn nhiều cái cơ hội để cho bạn tuổi Tỵ thể hiện mình nữa đó. Bạn biết cách nắm bắt cái thời cơ thì chẳng bao lâu nữa bạn sẽ tỏa sáng mà thôi bạn tuổi Tỵ nhé. Và trong ngày này đối với bạn tuổi Tỵ, cái việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành cũng rất chi là thuận lợi. Bạn có thể gặp được quý nhân trong ngày, công việc được hanh thông, buôn bán thì được phát tài, ký kết hợp đồng cũng rất tốt bạn tuổi Tỵ nhé. Và bạn tuổi Tỵ, cái việc xuất hành đi xa, bạn đừng có quên là xuất hành theo hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây, để tăng thêm cái vận may về tiền bạc, về tài lộc cho mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, không ngừng sáng tạo. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, tình yêu chân thành. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, có nhiều cơ hội. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, nên làm tốt việc của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 3 ngày 6 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ, bạn đang sống có phần bi quan nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải sốc lại tinh thần ngay đi bạn. Ngày này với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên với bạn tuổi Ngọ đang bị ảnh hưởng khá chi là nhiều đến tâm trạng của bạn trong lúc này luôn đó nhá. Bạn tuổi Ngọ, bạn đừng có tự nghĩ rằng mọi cái chuyện xui xẻo xảy ra là do mình, đừng có vơ hết cái trách nhiệm về bản thân mình mọi khi có cái chuyện gì đó xảy ra nhá. Và bạn tuổi Ngọ, bạn hãy sống có trách nhiệm là tốt, nhưng đừng có tự biến mình trở thành kẻ ngốc nghếch. Trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có chính tài nhập mệnh, cho nên với bạn tuổi Ngọ đang làm tốt cái công việc của mình và hôm nay là một ngày thu được trái ngọt cho mình rồi. Bạn tuổi Ngọ, bạn có được thu nhập ổn định và bạn hãy tự thưởng cho bản thân mình một cái món đồ gì đó để bù đắp lại những cái tháng ngày vất vả trước đây với mình bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, cuộc sống không lạc quan. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, tiền bạc không cần lo lắng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, suy nghĩ thiếu tích cực. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, đừng đổ lỗi cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, làm việc chăm chỉ hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm
3 sao. Con số may mắn, số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 6 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này, bạn nên cảm tạ trời đất khi đã giúp cho mình hàn gắn lại cái vết rạn nứt trong cái mối quan hệ tình cảm giữa hai người nhé. Và bạn tuổi mùi trong ngày này, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành, mùi ngọ nhị hợp. May mắn hơn cả là tình yêu đã giúp níu chân hai người muốn bước ra khỏi cái cuộc sống hôn nhân nữa rồi đó nhá. Tuy nhiên, may mắn chỉ dừng lại ở cái con đường tình duyên của bạn tuổi mùi trong ngày này. Còn về cái con đường tài lộc của bạn tuổi mùi lại đang có những cái dấu hiệu cho thấy tiền bạc đang bỏ túi của bạn ra đi đoạn. Và bạn tuổi mùi, bạn biết mình đang mắc sai lầm nhưng không dừng lại được nữa đâu bạn nhé. Bạn tuổi mùi, bạn đang để cho người khác lợi dụng mình quá nhiều và vẫn biết đó là cái mối quan hệ anh em, bạn bè mà bạn không muốn phá vỡ, xong cũng đừng có vì thế mà biến mình trở thành kẻ ngốc nghếch bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, đừng để mình bị lợi dụng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, tình cảm được hàn gắn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, mất tiền hao của. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, nên tỉnh táo hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, hãy chăm sóc gia đình nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 6 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thực thần chia chở. Cái điều này làm cho tiền bạc của bạn tuổi thân trong ngày này không thiếu đâu đó bạn nhé. Ngày này, đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán trong ngày hôm nay, cực kỳ là may mắn. Bạn mệnh đụng đến đâu là có tiền đến đó nhé. Nhân cái cơ hội này, bạn tuổi thân, bạn nên triển khai những cái kế hoạch kinh doanh mới của mình. Đừng có bỏ lỡ cái thời cơ hiếm có. Đôi khi phải biết chớp lấy cái thời cơ, mặc kệ những người xung quanh có nói gì đi chăng nữa bạn tuổi thân nhé. Ngày này, với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành tương xung. Cái điều này cho thấy bạn cũng đang có cái điềm báo gặp trắc trở trong cái chuyện tình duyên của mình. Và bạn tuổi thân, bạn mong muốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng dường như hạnh phúc đó vẫn đang trêu đùa bạn mệnh. Trong ngày này, đối với bạn tuổi thân, cái việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành thì gặp nhiều may mắn, có vận gặp gỡ quý nhân, người lớn giúp đỡ, công việc được hanh thông, thuận lợi, ký kết hợp đồng cũng rất chi là tốt. Và bạn tuổi thân, nếu như xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây. Hai cái hướng này sẽ làm cho bạn có được cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình đó bạn tuổi thân nhé. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, kinh doanh phát đạt. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, kiếm tiền như hái. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, tình duyên trắc trở. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, chưa gặp chân tình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, nên tận dụng thời cơ nhé. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt
từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này bạn cần phải dại điên cấp tốc đi bạn nhé. Và bạn tuổi Dậu bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu đang gặp khó khăn, thất bại trực chờ trước mặt dù cho bạn đã bỏ nhiều công sức nhưng rất có thể đổ sông đổ bể đó bạn tuổi Dậu nhé. Bạn mệnh tuổi Dậu trong ngày này phải biết mình cần phải cố gắng và nỗ lực hơn rất chi là nhiều. Chỉ cần thêm chút cái sự may mắn nữa là mọi chuyện sẽ khác với bạn. Nhưng với bạn tuổi Dậu, bạn đừng có muộn phiền, thua keo này, ta bày keo khác, không có gì phải đáng ngại cả bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày này, bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kim mộc xung khắc. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu bạn nên bình tĩnh lại trước khi nổi nóng. Có những cái chuyện không đáng để cho bạn gây gổ với người khác, càng không đáng để cho bạn trút giận lên những người mà mình yêu thương đâu đó bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, mâu thuẫn bất đồng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, cần thêm cái sự may mắn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, có người ganh ghét. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, đừng quá tuyệt vọng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, nên cố gắng hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này có thể bạn sẽ có được cái cơ may gặp gỡ nhiều người khác phái nhá. Và bạn tuổi Tuất bạn hãy thể hiện cái sự quyến rũ của bản thân mình, chắc chắn bạn sẽ được đối phương yêu mến bạn lắm đó. Trong ngày này vợ chồng tình cảm có được cái sự nồng nàn qua bao năm tháng, những cái khó khăn trở ngại mà hai người cùng trải qua đã trở thành những cái kỷ niệm đáng quý giá mà có lẽ với bạn tuổi Tuất sẽ chẳng bao giờ có thể quên được đâu đó bạn nhé. Nhưng trong cái ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất đang quá cố chấp mà không chịu nghe theo cái lời khuyên can của bất kỳ ai trong ngày. Và bạn tuổi Tuất, bạn có thể sẽ vấp phải những cái vết xe đổ của nhiều người khác. Công việc của bạn lại không được suôn sẻ trong ngày đâu đó bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, công việc bất ổn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, có nhiều khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, cần phải nỗ lực hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, gia đình hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, tình duyên khởi vượng nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này bạn đang có được lộc thiên tài mang đến. Và bạn tuổi Hợi bạn trong ngày hôm nay tiền bạc đang ùn ùn đổ về nhà cho bạn nhé. Bạn tuổi Hợi bạn hãy tranh thủ nắm lấy cái cơ hội bằng cái cách nhận lời giới thiệu việc làm thêm trong ngày đi bạn nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Hợi,
bạn chẳng cần phải kiếm đâu xa bởi quý nhân đang ngay ở bên cạnh bạn. Bạn cố gắng sắp xếp cái thời gian làm việc trong ngày là bạn có thể tăng được cái mức thu nhập cho mình lên kha khá rồi đó. Nhưng trong cái ngày này đối với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp ngày ngũ hành xung khắc. Cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Hợi lại không được tốt cho lắm. Cái chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng suôn sẻ như bạn nghĩ. Và bạn tuổi Hợi có lẽ với bạn bận rộn kiếm tiền cho nên chẳng để tâm tới người mà mình yêu thương, dễ nảy sinh cái sự mâu thuẫn, bất đồng cũng từ đó mà ra đó bạn tuổi Hợi nhé. Nhưng trong ngày này đối với bạn tuổi Hợi, cái việc xuất hành đi xa, cầu tài lộc, khai trương hay là xuất kho đều rất chi là thuận lợi. Bạn gặp được quý nhân, có người giúp đỡ, công việc thì hanh thông, ký kết hợp đồng cũng rất tốt bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tình duyên bất hòa. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc hỏa, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, tài vận tăng tín. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, có nhiều cơ hội. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, cần dành thời gian cho gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.